Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học và đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy giống như những đồ vật mình cho các bạn chọn tụ như thế này qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến với trải bài là năng lượng của bạn trong những tháng cuối năm. Và để chọn tụ thì cả ba đồ vật ngày hôm nay đều là vòng tay Ngọc Hòa Điền. Ngọc Hòa Điền là một loại ngọc mà mang năng lượng bảo vệ này, mang năng lượng sung túc thịnh vượng đến với chủ nhân. Và bạn nào mà đang muốn dự như nói chung là thu hút tất cả những điều may mắn vào trong cuộc sống, có những cơ hội mới, thăng tiến, cảm thấy sung túc đầy đủ hơn và mong muốn được bảo vệ trong những tháng cuối năm, không chỉ trong những tháng cuối năm, và muốn nhận được sự bảo vệ thì chúng mình sử dụng Ngọc Hòa Điền. Và đó cũng là lời chúc của mình dành cho các bạn, tất cả các bạn, cả ba tụ ngày hôm nay, đó là có một tháng cuối năm quan trọng nhất là cảm thấy sung túc đầy đủ. Cái sự sung túc đầy đủ thịnh vượng nó đến từ bên trong, khi mà bạn cảm thấy giàu có từ bên trong trước. Giàu có ở đây có thể là giàu có về mặt tiền bạc, vật chất, hoặc là giàu có về tình cảm, thì các bạn mới có thể manifest được cái thực tế giàu có ở thế giới vật chất, ở thế giới bên ngoài. Đó thì tác dụng của phong thủy hay là các loại đá thạch anh phong thủy, các loại ngọc thì đều giúp cho bạn thay đổi bên trong trước, rồi từ đó mới từ cái nguồn năng lượng, cái trường năng lượng của bạn phát ra mà mới thu hút được những cái điều mà bạn mong muốn vào cái cuộc sống. Rồi, thì tụ 1 chúng mình có vòng Ngọc Hòa Điền, dây bện màu nâu. Ok. Tụ 2 vẫn là vòng Ngọc Hòa Điền, dây bện xanh lá cây. Và tụ 3 là Ngọc Hòa Điền, lần này chúng mình có lưu thống, mặt lưu thống và dây bện xanh lá cây. Các bạn có thể chọn tụ dựa trên sự yêu thích của bạn, sở thích của bạn đối với các loại vòng. Hoặc các bạn có thể tua video chúng tụ nào là đó là tụ dành cho các bạn. Hoặc là nếu có thời gian thì nghe thông điệp của cả ba tụ, hoặc là nghe hai tụ trở lên nếu bạn cảm thấy bị thu hút cả hai tụ. Biết đâu được đấy là bạn lại có cả hai hoặc cả ba cái nguồn năng lượng đấy thì sao? Rồi, và sau khi mà các bạn chọn tụ xong thì mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là năng lượng của bạn trong những tháng cuối năm sẽ như thế nào nhé. Rồi, xin chào các bạn, tụ 1 các bạn là những người chọn vòng tay Ngọc Hòa Điền, dây bện màu nâu. Và đầu tiên với trải bài này thì mình sẽ rút cho các bạn 3 lá bài Oracle trước để mình xem là cái năng lượng tổng quan của các bạn trong những tháng cuối năm sẽ như thế nào. Sư tử. Ồ, lại có mặt trời. Và cự giải. Rồi, mình sẽ rút nốt tất cả những lá cần thiết, rồi mình sẽ diễn giải trải bài một thể. Hiệp sĩ Xu, mặt trăng, đây phải cự giải, đây là thần nông. Spell chữa lành. Spell mặt trăng. Spell hàng ngày. Rồi, ba loại spell khác nhau. Đầu tiên nhé, là mình thấy nếu mà nói về năng lượng của bạn những tháng cuối năm á,
Thì về khía cạnh vật chất khá là tốt. Vật chất ở đây là học tập, công việc, tài chính, kết quả trong những cái khía cạnh đó khá là tốt. Có thể là bạn sẽ có những cái cơ hội mới liên quan đến vật chất, thậm chí là xuất hiện quý nhân xuất hiện đem đến cho bạn cái cơ hội, và bạn đạt được những cái thành tựu, bắt đầu đạt được những cái thành tựu trong công việc, học tập, tài chính. Tức là mình thấy cái năng lượng cuối năm, những ngày tháng cuối năm của bạn là cái thời điểm để bạn gặt hái thành quả nhiều hơn là để bạn hành động, để bạn thay đổi, để bạn bắt đầu một cái gì đấy mới. Có lẽ là bạn đã hành động, bạn đã theo cái kiểu cày cuốc trong suốt cả năm nay rồi, và cuối năm là cái lúc mà bạn bắt đầu nhận được thành quả, bắt đầu thấy được là ok, nỗ lực của mình đang đang được đền đáp nha. Tốt, nhìn chung là về khía cạnh vật chất tốt. Cái khía cạnh mà mình muốn nói ở đây, khi mà xuất hiện lá bài mặt trăng và thần nông, thì mình cảm thấy là vật chất thì tốt nhưng mà về khía cạnh tinh thần thì vẫn có cái gì đấy không ổn cho lắm. Bạn hiểu cái cảm giác là công việc mọi thứ đều tốt nhưng mà có thể là các mối quan hệ không ổn khiến cho bạn cũng bị bất ổn theo. Tức là mặc dù là có được những cái thành tựu về cái khía cạnh này nhưng mà về cái khía cạnh mối quan hệ, về khía cạnh tình cảm, về khía cạnh cảm xúc thì lại bị lên xuống thất thường. Cả thần nông lẫn mặt trăng đều mang năng lượng của sự thất thường. Và chúng mình cũng có Moon Spell xuất hiện trong một trong ba lá bài Spell nữa. Thì nhắc đến mặt trăng là mình nghĩ ngay đến cái sự thất thường của mặt trăng. Trăng tàn, trăng khuyết, trăng tròn, trăng thay đổi liên tục. Và hình dung đến hiện tượng thủy triều lên, thủy triều xuống. Nói chung nói về cái sự thất thường. Thì thứ nhất là cảm xúc thất thường, thứ hai là có thể sức khỏe của bạn sẽ thất thường trong khoảng thời gian này, từ nay đến cuối năm. Có những giai đoạn thì rất là khỏe mạnh, có những giai đoạn thì bệnh nặng thì không hẳn, nhưng mà cứ bệnh nhẹ rồi ốm vặt suốt thôi, hoặc là bị một cái vấn đề sức khỏe nào đấy mãi không khỏi, xong tự dưng nó lại khỏi, xong một thời gian sau lại phát bệnh trở lại mà mình cũng không biết lý do vì sao. Cảm xúc cũng thế, hôm nay thì rất vui nhưng không hiểu tại sao hôm ngày mai lại khó chịu, buồn rầu đến thế. Mặc dù là các khía cạnh vật chất đang rất là tốt, thậm chí có khi là tình cảm cũng rất là tốt, nhưng không hiểu tại sao mà bên trong cứ thất thường như vậy. Thật ra cũng không có lý do gì cả, đôi khi nó thế là bởi vì nó thế thôi. Chúng ta không nhất thiết phải tìm lý do cho tất cả mọi thứ và tìm cách sửa cho tất cả mọi thứ. Nếu mà ngày hôm nay bạn cảm thấy không vui, bạn muốn làm một cái gì đó khác thường ngày, bạn không muốn đi làm nữa, bạn muốn xin nghỉ một hôm để đi trốn, ok, cũng được, không sao. Mình nghĩ là cứ dịu dàng với bản thân, không nhất thiết là phải khắt khe. Nếu mà bạn muốn làm cái này hoặc không muốn làm cái kia thì cũng không sao cả, một hai ngày cũng không thành vấn đề đâu. Đấy, thì mình sẽ chỉ là cái vấn đề thất thường thế thôi. Thì tóm lại là tóm lại năng lượng cuối năm, từ nay đến cuối năm của bạn, những tháng cuối năm của bạn là tốt, khách quan mà nói là tốt, ok nhá. Mọi thứ đều đang theo ý muốn, chỉ là tâm sinh lý hơi bất ổn mà cũng chẳng vì lý do gì, có thể là do hormone là thế. Các bạn hình dung như là chắc là đa phần các bạn nghe trả bài của mình là con gái đúng không? Thì các bạn con gái phụ nữ thì sẽ hiểu là bản thân mình thất thường như thế nào, bản thân các bạn thất thường như thế nào. Thì không phải là do lỗi của các bạn mà đó là do sự thay đổi hormone. Bởi vì phụ nữ thì sẽ có chu kỳ kinh nguyệt, và cái chu kỳ đó sẽ luôn khiến cho hormone trong cơ thể thay đổi. Mà hormone thay đổi thì tâm sinh lý của bạn thay đổi theo. Thế nên người ta mới có câu là con gái nắng mưa thất thường. Và bạn nghĩ rằng bạn cần phải sửa cái sự thất thường đó. Ok, thì sửa kiểu gì? Bằng cách là ngăn chặn chu kỳ kinh nguyệt hay là thế nào? Khi mà bạn có một cái chu kỳ kinh nguyệt đều đặn thì tức là đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn đang khỏe mạnh. Và cũng giống như mặt trăng vậy, nếu mà bây giờ trăng lúc, tức là trăng nó có pha trăng ấy, thì khi mà trăng đang, mọi thứ đang bình thường theo pha trăng, hôm nay trăng tàn, ngày mai là sáng dần rồi đến trăng tròn rồi lại
khuyết dần khuyết dần khuyết dần thì đó là điều tốt. Chúng ta không thể ngăn chặn cái hiện tượng tự nhiên đấy được, bởi vì nếu mà trăng tròn mãi hoặc trăng khuyết mãi thì lúc đấy là trái đất sẽ có vấn đề. Và nếu cơ thể của bạn là cứ bình thường mãi, hoặc là ngày nào cũng đến tháng, hoặc là không bao giờ đến tháng, thì lúc đấy là cơ thể có vấn đề. Tức là ý mình ở đây là cái sự thất thường này á, nó là những cái điều rất tự nhiên. Đừng ghét bản thân chỉ vì bạn cảm thấy không đúng với hoàn cảnh. Bạn cảm thấy không đúng với hoàn cảnh tức là thế nào? Bạn đang ở trong một cái tình huống, hay là một cái bạn đang có một cuộc sống rất là tốt. Mình thấy là về khách quan mà nói thì cuộc sống của bạn, mọi thứ của bạn rất ổn trong những tháng cuối năm. Và bạn hàng ngày vẫn thấy rất ổn, chỉ là một buổi sáng ngủ dậy bạn thấy không ổn, cũng không sao hết. Đấy không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của ai cả, cũng không phải lỗi của tự nhiên, không phải lỗi của tạo hóa. Mình chỉ đơn giản là mình chấp nhận thôi. Ừ, hôm nay mình cảm thấy như thế, mình thất thường như thế, mình thấy buồn vu vơ, buồn man mác, thì mình sẽ chiều chuộng bản thân một chút. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì cái sự thất thường đó nó không quá gay gắt để ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của bạn. Nhưng mà nếu mà bạn quá tập trung vào nó và tìm cách sửa nó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Còn nếu mà bạn chấp nhận nó, rằng cái ngày hôm nay của mình sẽ không quá năng suất, rằng hôm nay mình sẽ không thể ra đường và cười cười nói với mọi người như hàng ngày được, hoặc là ngày hôm nay mình không muốn gặp ai cả, mình chỉ muốn ở một mình cũng được, không thành vấn đề gì hết, không sao hết. Thế thôi, chỉ là cái sự thất thường này nó sẽ đến nhiều hơn giai đoạn khác một chút. Và đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Mình chấp nhận nó, rồi biết đâu đấy, giang sang đến năm sau, đầu năm sau, tâm trạng bạn ổn định trở lại. Có thể có những cái thời điểm nhá, cuộc sống thì không tốt lắm đâu. Có thể lúc đấy bạn lại gặp thất bại này, có thể lúc đấy mọi thứ đều không được như ý muốn, nhưng mà tâm trạng lại ổn định hơn. Thì có lúc này lúc kia mà. Chúng mình chỉ đơn giản là chấp nhận thôi. Tóm lại là bạn có một cuối năm, mình nghĩ là chắc là quý cuối năm, 3 tháng cuối tốt là thời điểm để bạn bắt đầu gặt hái kết quả, thành quả, nỗ lực của bạn bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Bạn nhận được cái sự coi trọng, sự nhìn nhận, sự thừa nhận mà bạn xứng đáng được có. Thậm chí là có người đem đến cơ hội mới cho bạn, và bạn rất hài lòng với tất cả những thứ đấy. Chỉ là thi thoảng bị thất thường một chút, chỉ thế thôi. Thì đó là trả bài các bạn tụ 1 nhá. Rồi, ok, thế mình xin phép được dừng trả bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ, tiếp tục ủng hộ kênh nhá. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn là những người chọn vòng tay Ngọc Hòa Điền, dây bệ màu xanh, và năng lượng của các bạn trong những tháng cuối năm. Từ đầu tiên mình sẽ rút cho các bạn 3 lá bài Oracle trước. Kim ngưu. Tốt. Diêm vương tinh. Hải vương tinh. Wow, tử thần. Và thế giới. Có rất là nhiều lá bài mang năng lượng lớn, mang đến cái thay đổi lớn trong giai đoạn này. Spell nhà cửa. Spell mặt trăng, sun với moon này, và lại nhà cửa. Ok, 2 spell nhà cửa, 1 spell mặt trăng.
Một năng lượng tương đối mãnh liệt dành cho các bạn tụ hai, nên là chúng mình có tận hai lá bài nói về cái sự thay đổi mang tính lột xác ở đây nhá. Đó là lá Diêm Vương Tinh và lá Tử Thần, có năng lượng tương đối giống nhau. Ngoài ra lá Thế Giới cho mình thấy là một cái sự giống như kiểu là kết thúc một chu kỳ để chuẩn bị qua một chu kỳ mới ấy. Thì sẽ có hai thứ mình cần lưu ý. Đầu tiên là nói về cái sự thay đổi đấy đi. Thì có thể là với các bạn tụ hai là các bạn sẽ bước sang một cái chương mới trong cuộc sống, hoặc là một trang mới trong giai đoạn này. Cái sự bước sang này nó không phải là một cái gì đấy đột ngột đâu. Nó không phải là đang yên, đang lành tự dưng bạn buộc phải lột xác để thay đổi đâu. Dĩ nhiên là có thể là cũng có một số cái sự kiện đau thương xảy ra, hay là trước đó cũng có vài thứ không hay xảy ra, nhưng mà chủ yếu là do bạn cảm thấy là bạn cần phải thay đổi, đã đến lúc phải thay đổi rồi, là bạn tự tay chấm dứt cái chương cũ. Bởi vì tất cả chúng ta đều là đạo diễn chính trong bộ phim cuộc đời mình, chứ chúng mình không để cho người khác đạo diễn, đúng không nào? Thế và chúng mình tự tay chấm dứt, các bạn tụ hai tự tay chấm dứt cái chương cũ để tự mình viết lên chương mới. Các bạn có thể cảm nhận được cái sự khác biệt rõ ràng đó trong khoảng thời gian này. Chủ yếu là khác biệt đến từ bên trong. Ví dụ như các bạn cảm thấy là suy nghĩ của các bạn thay đổi. Có thể là với một số bạn nhé, thì đó là cái thay đổi hữu hình, tức là các bạn chuyển nhà. Cũng có thể còn là thay đổi nhà cửa lắm, hoặc là thay đổi chỗ ở, bởi vì chúng ta có tận hai lá bài spell về nhà cửa. Một số bạn thì chuyển nhà, đi du học, định cư. Đơn giản hoặc là các bạn xây nhà, trong nhà của các bạn có gì đấy thay đổi, một cái thay đổi lớn, ví dụ như sửa nhà. Hoặc là đơn giản là các bạn có một cái sự thay đổi lớn đến từ bên trong. Cuộc sống thì vẫn vậy, người ngoài nhìn vào thì không có gì khác biệt, nhưng mà tự bạn biết đó là bản thân các bạn đã khác với bạn của khoảng thời gian trước như thế nào. Cùng một, vẫn công việc đấy, vẫn chỗ ở đấy, vẫn là bạn, ngoại hình vẫn thế, không có gì thay đổi, không gì đặc sắc. Nhưng mà cái cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống, quan điểm của bạn, nó vì một lý do nào đó mà nó thay đổi. Và dĩ nhiên là thay đổi thường là lột xác, là chúng mình nhậm hóa bướm, tức là chúng mình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, bạn trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Đấy, và bạn cảm nhận được là cái chương cũ nó đã kết thúc rồi, và đó là một kết thúc trọn vẹn, bạn hài lòng với những gì mình đã làm trong những năm qua. Nó không chỉ là khoảng thời gian qua đâu, mà nó những năm qua. Và bạn háo hức đón nhận một cái hành trình mới, bởi vì ngay sau lá bài Thế Giới chúng ta lại quay lại lá bài số 0, tức là chẳng khờ chẳng ngốc, vẫn là cuộc sống đó, nhưng mà bạn tự bạn bước chân vào hành trình mới, tự bạn viết lên chương mới, và bạn háo hức về cái chương mới này. Chương 2 trong cuộc đời, hoặc chương 3 trong cuộc đời, tùy các bạn tính. Và đó là một điều tốt. Đó là một điều tốt dành cho các bạn tụ hai. Thì mình cứ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái sự thay đổi này thôi. Không, mình không có lời khuyên gì cả, chỉ là thay đổi đến thì nó đến. Và kể cả khi mình không nói thì các bạn cũng đã hình dung, cũng đã mường tượng, cũng đã cảm nhận được là cái sự thay đổi lớn đang đến gần rồi. Cái điều mà mình muốn lưu ý ở đây nó là nằm ở hai lá bài Kim Ngưu và lá Hải Vương Tinh. Thì Kim Ngưu là khía cạnh vật chất trong cuộc sống, đặc biệt là về tài sản, tiền bạc. Và Hải Vương Tinh thì có gì đấy rất là bay bổng lãng mạn. Nói chung đây hai cái năng lượng nó hơi đối lập nhau. Một cái năng lượng thì thực tế, chân chạm đất. Kim Ngưu là một trong những cung hoàng đạo thực tế nhất, mặc dù nó được cai quản bởi sao Kim. Nhưng mà sao Kim thực tế nha các bạn, vì đại diện cái nguyên tố đại diện cho Kim Tinh là đất. Đất thực tế không? Quá thực tế luôn. Bởi vì Kim Tinh đại diện gì? Kim Tinh đại diện cho tất cả khía cạnh vật chất trong cuộc sống, tiền bạc,
vật chất, địa vị, sự nổi tiếng. Thế giới của người nổi tiếng chính là thế giới của kim tinh. Ăn ngon mặc đẹp cũng là kim tinh. Tuy nhiên, anh Hải Vương Tinh thì thuộc về chiều kích không gian khác, hơi giống năng lượng của song ngư ấy. Bay bổng, tâm linh, những giấc mơ, giấc mộng, vũ trụ. Đấy, nó rất là khác. Tức là thế nào? Từ nay đến cuối năm, hãy tránh ra quyết định tài chính quan trọng. Thế thôi. Tránh tiêu tiền lớn, thậm chí tránh vay tiền. Tránh đầu tư, tránh đầu cơ, tránh cho ai mượn tiền lớn. Thật ra thì những cái khoản nhỏ nhỏ thì chả đáng mấy, thì ok, không vấn đề gì. Bạn cần tiêu những cái khoản nhỏ trong cuộc sống, ok, không vấn đề gì. Nhưng mà những cái khoản chi tiêu lớn một chút á, thì mình thấy là bạn đang không được tỉnh táo lắm. Có thể là thì bắt đầu có những cái sự thay đổi mới, hào hứng, phấn khích, tiêu tiền thôi. Trong khía cạnh tiền bạc tài chính từ nay đến cuối năm, làm ơn tôi nhận là đừng tiêu và cũng đừng có vay. Tại sao lại đừng có vay? Bởi vì đôi khi ấy, có một số người vay và có một cái mang cho mình cái tâm thế tích cực hơi quá đáng, lạc quan hơi thái quá, và nghĩ rằng là chắc chắn sẽ trả được cái khoản vay đấy. Nếu mà vay không tính lãi không sao, bạn vay thoải mái đúng không nào? Hoặc vay không thời hạn không sao, vay người nhà, vay bạn bè mà không bị tính quá nhiều lãi, nhưng thôi tốt nhất là không nên. Tại vì bạn đang trong một cái trạng thái không tỉnh táo, không sáng suốt lắm, và bạn nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể trả được cái món nợ đó. Nhưng rồi sau khi mà bạn qua được cái giai đoạn thiếu sáng suốt này, thì có lẽ là bạn nhận ra là bạn không thể gồng mình trả được lãi chẳng hạn. Hoặc bạn nhận ra là bạn đã đầu tư sai. Hoặc bạn nhận ra là bạn đã không nên mua cái món đồ đó, quá là hoang phí. Đấy, tóm lại là tránh ra quyết định tài chính lớn, quan trọng từ nay đến cuối năm. Còn các quyết định khác để mang tính thay đổi, ok, thoải mái, không vấn đề gì, chỉ là liên quan đến khía cạnh của anh Kim Ngưu, tức là tiền bạc, tài chính, vật chất, tài sản. Làm ơn đừng. Làm ơn đừng. Mỗi khi là định đặt tay tiêu tiền cái gì đó, tiêu cái khoản lớn nhá, nhớ là lớn nhá, chứ còn khoản nhỏ nhỏ linh tinh săn sale Shopee thì không thành vấn đề đâu. Lớn, mua một cái gì là lớn, đầu tư cái gì là lớn, vay một cái khoản lớn, thì hãy nhớ đến trải bài của mình ngày hôm nay. Và hãy nhớ rằng bạn đang không chặn trong trạng thái sáng suốt, bạn hoàn toàn có thể chờ, không gấp đến thế đúng không? Thì mình có thể chờ sang đến năm sau, khi mà bạn đã tỉnh táo hơn, thì có thể lúc đấy bạn sẽ biết là bạn có nên tiêu hay không. Và nếu lúc đấy bạn vẫn cảm thấy là bạn cần phải chi tiêu thì ok, chi tiêu. Nếu đến lúc đấy bạn vẫn cảm thấy bạn cần phải vay mượn thì ok, mình vay mượn. Chỉ là đừng làm bây giờ, thế thôi. Đó, thì đó là năng lượng tổng thể của các bạn tụ hai từ nay cho đến cuối năm. Thì cái trải bài này nói về năng lượng tổng quát nhiều hơn là nói về dự đoán chi tiết. Có hai cái ý chính, một là sẽ có những cái sự thay đổi mang tính bước ngoặt, kết thúc chương cũ để bước sang chương mới, bạn mang cho mình cái tâm trạng vui vẻ, hào hứng, phấn khích. Và cũng vì cái sự phấn khích đó mà có thể dẫn đến cái sự thiếu sáng suốt trong vấn đề tài chính, tiền bạc. Và phấn khích về thay đổi mới thì được, nhưng mà đừng ra quyết định về vấn đề tiền bạc. Rồi, thì đó là trả bài các bạn tụ hai. Mình xin phép được dừng trả bài ở đây, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh, tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Rồi, xin chào tất cả các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn vòng tay Ngọc Hòa Điền, mặt lưu thống và dây bện màu xanh lá cây. Và hôm nay thì chúng mình sẽ đến với trải bài năng lượng của bạn trong những tháng cuối năm. Thì trải bài này nói về năng lượng tổng quan nhiều hơn là dự đoán chi tiết. Thổ tinh. Nhân mã.
Bảo Bình. Ok. Ok thôi, không thành vấn đề gì. Mình sẽ rút hết tất cả các lá bài cần thiết rồi 6 xu. Rồi mình đọc bài một thể. 9 xu. Trong 3 tụ ngày hôm nay thì tụ 3 là cái tụ mà nó thế nào nhỉ? Ít vấn đề tâm sinh lý nhất. Ít vấn đề tâm sinh lý nhất mà tập trung nhiều hơn đến thế giới bên ngoài, đến các khía cạnh thực tế trong cuộc sống. Cũng không sao cả. Chỉ là cái giai đoạn này thì bạn thực tế hơn những người khác và thực tế hơn những giai đoạn khác thôi. Chúng mình có Anta Spell. Gì đây? Spell hàng ngày. Spell tình yêu. Ok. Rồi, trước mắt thì mình thấy là bạn tập trung nhiều cho khía cạnh vật chất của cuộc sống hơn là khía cạnh tinh thần. Và điều đấy không phải là điều xấu, chỉ là trong giai đoạn này là như thế thôi. Thì vật chất nghĩa là gì? Tức là các khía cạnh học tập, công việc, tài chính. Đó. Và mình thấy cái năng lượng cày cuốc, mình không biết là bạn cày cái gì, chỉ biết là những tháng cuối năm này á, bạn khá là kỷ luật với bản thân. Khá là kỷ luật. Và hoặc là bạn cần cái sự kỷ luật đấy nhá. Đấy, bạn cần cái năng lượng kỷ luật, cần cái năng lượng thế nào nhỉ, kỷ luật nghiêm khắc, nghiêm túc để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ok. Và cái thứ mà bạn đang hướng đến nhá, có thể là kết quả nó sẽ không đến ngay, dù sao thì thổ tinh vẫn là hành tinh chậm mà. Tức là kết quả nó sẽ không đến ngay, bạn hiểu điều đó. Với nhân mã xuất hiện cạnh thổ tinh thì bạn rõ ràng là bạn hiểu cái điều đó, bạn ý thức được cái điều đó thôi. Không, nên là bạn không có vấn đề gì về cái việc là cày cuốc mỗi ngày. Mình lấy một ví dụ là bạn đang muốn phát triển một cái kỹ năng nào đấy. Và bạn hiểu được là để mình giỏi một cái kỹ năng nào đó thì nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà có thể giỏi được. Và bạn biết là bạn phải làm đi làm lại, tập luyện đi tập luyện lại từ cơ bản, rồi mới lên level từ từ. Và bạn hiểu, bạn ý thức được là bạn cần phải kiên nhẫn với cái trên cái hành trình này. Ok, thế thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Nói chung là nếu mà không biết là các bạn đã nghe hai tụ kia, nếu chưa thì bạn có thể nghe để tham khảo. Thì 3 tháng cuối năm của các bạn nhạt nhẽo hơn 2 tụ còn lại, bởi vì nó có xu hướng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mỗi ngày đều làm những thứ giống ngày trước, ngày hôm qua. Nhưng mà người ngoài nhìn vào, ơi sao mày đang sống một cuộc đời chán thế. Và đôi khi bạn cũng cảm thấy cái lối sống của bạn đang hơi bị nhàm chán. Nhưng mà bạn biết tại sao bạn lại cần phải trải qua cái sự nhàm chán này, tại sao lại cần cái sự lặp đi lặp lại này để đạt được cái mục tiêu cuối cùng. Và mình thấy là bạn không hề đơn độc trên, thứ nhất là bạn sẽ không đơn độc trên cái hành trình này. Có thể là có người cùng ủng hộ bạn trên cái con đường mà bạn đang đi. Có người thậm chí là tập luyện cùng bạn, rèn giũa kỹ năng cùng bạn, nên là bạn không cảm thấy đơn độc. Cái thứ hai là cái hành trình này ấy, mặc dù nó chậm nhưng mà bạn sẽ thấy là bạn có cái sự cải thiện từng chút một, chứ không phải là cố mãi mà không ra kết quả. Bạn có nhìn ra được là bạn đang tiến gần đến cái kết quả của mình. Nhưng có một cái điều nữa mình thấy, bởi vì dù sao Bảo Bình cũng là một hành tinh áo về hành tinh, một cung hoàng đạo lập dị. Có thể hành trình của bạn hơi khác người. Hoặc là cái kỹ năng bạn đang muốn học hơi khác người. Hoặc cái con đường bạn đi hơi khác biệt. Nên là bạn cũng có chút hoang mang. Có một cảm giác như là cái thứ mà bạn đang hướng đến, mục tiêu mà bạn đang hướng đến ấy, có thể là chưa từng ai làm trước đây, hoặc chỉ ít là theo bạn biết là chưa từng ai thử trước đây. Thì nên là bạn đã không thể hỏi người ta xem là các bước bạn đang làm có đúng hay không.
Bạn chỉ đơn giản là bạn phải tin tưởng vào trực giác của mình và tầm nhìn của mình là mình đang đi đúng hướng. Thế thôi. Nhưng mà hiện giờ thì mình thấy về khía cạnh tinh thần đang rất tốt. Tức là bạn đang rất cân bằng, bạn sáng suốt và cảm nhận của mình là cái luân xa gốc rễ của bạn ạ, là đang cân bằng. Thì khi có luân xa gốc rễ cân bằng thì về cơ bản là chân bạn chạm đất. Bạn không bị bay trên 9 tầng mây. Bạn cũng không dễ bị cuốn, cái cảm xúc cuốn theo các sự kiện hay tình huống hay con người. Mà đơn giản là bạn, bạn tưởng tượng cái cây mà gốc nó chắc á, thì bão cũng không làm đổ được cái cây đó. Có thể là nó làm gãy cành, gãy lá, cuốn trôi cành lá trụi hết, nhưng mà gốc vẫn còn thì cây sẽ vẫn còn sống. Thì đó là lý do vì sao mà khi mà chúng mình phát triển hay chúng mình học cách cân bằng luân xa ấy, thì mọi người vẫn hay hướng đến các luân xa như là luân xa trái tim để học cách yêu thương, chữa lành tổn thương tình cảm, luân xa con mắt thứ ba, luân xa vương miện. Nhưng mà cái quan trọng nhất là luân xa đầu tiên, luân xa số 1, luân xa gốc rễ. Bạn có gốc đã, bạn muốn làm gì thì làm. Thì mình cảm nhận được các bạn tụ ba là cái gốc của bạn đang rất là chắc. Nên là mặc dù cái con đường bạn đi nó hơi khác người một chút, nó không xấu, nó chỉ khác thôi. Bảo mình không xấu, bảo mình chỉ khác thôi nhá. Và bạn biết là để đạt được mục tiêu khác biệt đó thì bạn phải nỗ lực ngày qua ngày. Và bạn nhìn ra được cái giống như là bạn cảm nhận được là nếu mà mình cứ đi con đường này mình sẽ đạt được thành công, mặc dù không ai ở cạnh mình để nói cho mình là mình đang đi đúng hướng hay không, không ai thật sự giúp được cả. Sẽ có bạn đồng hành hoặc là sẽ có người ủng hộ, nhưng mà thật sự cái người, tức là cái người phải tự đi trên con đường vẫn là bạn. Chỉ có là người khán giả hay bên xung quanh phải ô cố lên, cố lên, cố lên, mày làm được mà, chỉ thế thôi. Nhưng mà vẫn là mình bạn chạy trên cái hành trình, cái cuộc đua này. Và chạy thôi, không chỉ đơn giản là chạy giống như kiểu là bạn đi và bạn phải mang theo một đống hành lý hay một đống đồ rất là nặng, nên bạn phải đi từng bước một ấy. Và phải có một cái kế hoạch, phải có một cái lộ trình tốt thì mới đi được, chứ không phải là cứ cắm đầu cắm mặt và đi. Đi xong nghỉ lúc nào, đi bao lâu nghỉ bao lâu này. Đấy, nó cái cuộc sống của bạn nó sẽ lặp lại như thế. Nó rất là, có thể là thậm chí một số bạn sẽ sống theo routine, tức là cái kiểu là ngủ trong một khung giờ và dậy trong một khung giờ, và cứ sáng là làm cái này, chiều làm cái này, tối làm cái này, liên tục như thế, ngày nào cũng thế, cũng thế, cũng thế. Hoặc trong tuần, trong tuần sẽ có 3 buổi hoặc 4 buổi là mình luyện tập, cứ liên tục như thế trong một khoảng thời gian dài. Thế mình cảm nhận được 3 tháng cuối năm của các bạn tụ 3 sẽ là như vậy. Nói chung là không biết ở đây có bạn nào đã trải qua những cái giai đoạn mà bạn phải mang cái năng lượng cầy cuốc như thế chưa, ôn thi hay là cầy một cái gì đấy, hay luyện tập ly luyện tập lại một cái gì đó. Nếu mà bạn đã trải qua rồi thì bạn sẽ hiểu là cái sự, thật ra cái sự nỗ lực bền bỉ chăm chỉ đó nó rất là quan trọng. Còn nếu bạn nào chưa trải qua thì bạn hãy hiểu rằng là cái giai đoạn mà bạn phải trải qua ấy, nó như mình nói là nó sẽ có phần nhàm chán, nó rất là chán và đôi khi bạn bị ngấy bởi vì mọi thứ nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà nếu mà bạn vượt lên được chính mình, bạn nghiêm khắc kỷ luật với bản thân, thì sau một khoảng thời gian bạn sẽ thấy là bạn đạt được cái mục tiêu của bạn, và bạn sẽ biết ơn bạn của những tháng cuối năm 2023 đã không bỏ cuộc, đã cắn răng cắn lợi chịu đựng để có được cái ngày hôm nay. Và bạn sẽ cảm ơn, hãy bạn sẽ biết ơn bạn trong quá khứ. Thế nên là cố lên. Cho nên là mình vẫn luôn nói với những ai mà bạn bè mình hay người quen của mình mà cũng biết về chiêm tinh ấy, đấy là thật ra hành tinh thổ tinh ấy rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng luôn. Thổ tinh thì làm ta, thổ tinh ở đâu hay là tạo góc chiếu ở cái khía cạnh nào trong bản đồ sao ấy, thì sẽ khiến cái khía cạnh đó của ta bị chậm.
nó không được đến nhanh như người khác. Nhưng mà mình đã từng nói rồi, tất cả các hành tinh đều là thầy của ta thôi. Không ai muốn hại bạn hết, không hành tinh nào muốn hại bạn hết. Chỉ là khi mà bạn đi học á, sẽ có những giáo viên rất là tốt, rất là hiền, dễ tính, dễ chịu và cho điểm cao, đúng không nào? Hành tinh cũng thế, có những hành tinh là bạn không cần phải nỗ lực quá nhưng mà vẫn thích cho bạn điểm cao. Nhưng có những hành tinh cực kỳ nghiêm khắc, giống như vậy, thổ tinh. Thậm chí có những hành tinh bạo lực nhá, không học là đánh bạn. Thổ tinh thì không có bạo lực nhưng mà thổ tinh giống như là một người thầy già và nghiêm khắc á, và không bắt bạn phải hiểu được tầm quan trọng của sự nỗ lực, của sự chăm chỉ và kiên nhẫn để đạt được cái khía cạnh liên quan đến thổ tinh trong lá số. Và nếu mà bạn không học được thì bạn đừng bao giờ mong được điểm cao từ thổ tinh. Nhưng mà bạn đã chịu học cái bài học của sự nhẫn nại, kiên trì đó thì kết quả chắc chắn là sẽ đến. Thật thổ tinh, thật ra không phải thổ tinh, không hành tinh nào lấy đi của bạn cái gì hết. Chỉ là muốn bạn học được một cái bài học nào đấy thôi. Và khi mà bạn đã học được rồi thì bạn sẽ quay lại và biết ơn cái hành tinh đấy, quay lại biết ơn cái người thầy đấy. Bạn hình dung mà xem, ví dụ bạn lớn lên trong một cái gia đình hoặc là bạn có một cái người thầy mà lúc nào cũng nghiêm khắc với bạn, bắt bạn phải kiên trì nhẫn nại, thì mới đầu bạn rất là ghét cái người thầy đấy. Tại sao thầy này không được tốt như cái cô toán, thầy văn không tốt như cô toán, thầy văn nghiêm khắc thế, học thầy văn mệt mỏi quá. Nhưng mà sau này khi mà bạn không học thầy nữa, bạn mới nhận ra là à, hóa ra trong cuộc sống cái đức tính mà thầy dạy mình, cái sự kiên trì nhẫn nại ấy, có được cái sự kiên trì nhẫn nại này, mình sẽ thành công trong hầu hết cái con đường mà mình đã chọn. Nhưng thật ra là cái sự vui vẻ của cô toán, cái sự thoải mái cô toán không học gì cũng được điểm cao, thật ra lại là hại mình. Thật ra chỉ cho khiến cho mình vui vẻ tại lúc đấy thôi, nhưng không giúp được mình về lâu về dài. Bạn sẽ nhận ra được điều đó. Thì cái giai đoạn này của các bạn tụ ba cũng thế. Bạn khi mà bạn nhận ra được là cái sự kiên trì nhẫn nại này là rất tốt cho bạn, rất tốt, và bạn sẽ còn phải sử dụng cái sự kiên trì nhẫn nại này về lâu về dài nữa, thì bạn sẽ dần tận hưởng hơn cái quãng thời gian này. Bạn sẽ không thấy nó nhàm chán nữa. Và như mình đã nói rồi, bạn sẽ vẫn thấy sự thay đổi, sự cải thiện, chút một, chút một, chút một. Đừng, với xuất hiện thổ tinh trong ngay trong đầu trải bài, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc đi đường tắt. Làm ơn đừng. Không có đường tắt nào ở đây hết. Cũng không phải là đường dài, đường khó, chỉ nó là con đường chính thống. Nó là con đường chính thống. Đi hết cái con đường này đi, rồi mày sẽ tìm được thứ mày muốn. Thông điệp của thổ tinh là như thế. Rồi, thì đó là trải bài của các bạn tụ 3. À, và còn nữa là thường là thổ tinh ấy, trong lá số ấy, khi mà bạn học được cái bài học của thổ tinh rồi, sẽ rất là chậm để học được, cần mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ người ta không có thổ tinh thì người ta 20 tuổi người ta đạt được, trong khi mình 40 tuổi mình đạt được. Nhưng mà cái thành công sau khi mình đạt được ấy, nó sẽ là thành công rất lớn. Thế vì bạn tưởng tượng mà xem, ví dụ bạn rất dễ dàng đạt được điểm 10 của cô toán, nhưng mà bạn rất là khó để đạt được điểm 8 của thầy văn. Nhưng bởi cái sự nỗ lực của bạn mà bạn đạt được, thì cái cảm giác chiến thắng, cái cảm giác hài lòng, mãn nguyện của điểm 8 thầy văn, nó sẽ lớn hơn điểm 10 cô toán rất là nhiều. Thì đó là trải bài các bạn tụ 3, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ, tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye.